Chúa Nhật 27 thường niên 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-xêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị và rẫy vợ." Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào." Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Suy niệm hôn nhân. Linh mục Giuse Trần Việt Hùng. Mọi loài có cặp có đôi, có nam có nữ chung nôi sống đời. Con người đáng quý cao vời, hóa công phú bẩm rạng người thế nhân. Nữ nam kết hợp góp phần, hôn nhân khế ước nên thân vợ chồng. Sống đời hạnh phúc tơ hồng, chung tình tín nghĩa đả thông mọi bề. Yêu thương gắn kết lời thề, xin đừng ly dị ê chề phá tan. Khởi đầu tạo hóa thương ban, một chồng một vợ hỷ hoan sống đời. Đông con nhiều cháu nối đời, hưởng vui cuộc sống tuyệt vời biết bao. Chúa ban ân lộc dồi dào, chúc lành hôn phối tuôn trào hồng ân. Thiên Chúa tạo dựng loài người có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho xã hội loài người. Thiên Chúa đã kết hợp hai người nam nữ, Adam và Eva thành đôi vợ chồng đầu tiên. Người nữ Eva là bạn đồng hành gắn bó với Adam làm nên một gia đình. Thế rồi, hôn nhân này nối tiếp hôn nhân kia, làm thành một gia đình nhân loại. Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong sự bình đẳng để nâng đỡ nhau. Con người phát triển dần theo năm tháng, theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Con người phải sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Biết bao đời đã trôi qua, con người không phụ lòng ủy thác của Thiên Chúa. Con người đã tìm được hạnh phúc trong đời sống gia đình. Mỗi cặp vợ chồng là một cuộc tình dài và là cuộc lữ hành song đôi. Có những cuộc sống gia đình không đơn giản. Nhiều gia đình đã phải đối diện với những vấn đề mâu thuẫn nội bộ. Họ cũng phải trải qua muôn vàn sầu đắng cay. Tình yêu phải phấn đấu không ngừng và phải xây đắp hạnh phúc từng ngày. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nhắc lại: "Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân rẽ." Có nhiều cặp vợ chồng phải đối diện với những chua cay và xót xa cuộc đời. Họ bị gãy gánh dọc đường, họ thất bại trong sự tín trung, họ thiếu kiên nhẫn chịu đựng lẫn nhau để rồi gây nên những mối nghi ngờ và tạo nên bầu khí gia đình như hỏa ngục. Họ muốn ly thân hoặc ly dị nhau. Đây là những thất bại trong đời sống hôn nhân. Họ muốn thoái thác trách nhiệm. Trong đời sống gia đình phải có yêu thương, tha thứ và trung tín với nhau. Cần có sự thông cảm và hiểu được ý nhau thì mọi sự sẽ xuôi chảy. Nhớ câu chuyện của một cặp vợ chồng đã cao niên. Họ đã mừng 40 năm ngày thành hôn. Ngày đó, sau tiệc mừng kỷ niệm, vợ chồng về nhà và trước khi đi ngủ muốn có gì ăn lót dạ.
vợ lấy ham, musta và cà chua để lên bàn, trong khi chồng lấy bánh mì lát. Làm xong bánh kẹp, ông cắt đôi và trao cho vợ miếng bánh mì ngoài biên. Bà hậm hực nói: đã 40 năm tôi không nói, tôi đã chịu đựng ông, tại sao tới hôm nay ông còn cho tôi miếng vỏ bánh mì mà tôi không hề thích? Còn ông thì quá ngại và nói rằng: tôi lại thích nhất những miếng bánh mì ngoài bìa. Một sự hiểu lầm. Còn sống, chúng ta còn phải phấn đấu không ngừng. Gia đình chúng ta đã phải phấn đấu rất nhiều nên mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Ngày hôm nay lại cứ tiếp tục như dòng nước cứ vẫn trôi, cuộc đời vắn gọn. Chúng ta hãy sống và sống hạnh phúc từng giây phút trong cuộc đời. Hạnh phúc đang trong tầm tay, cố gắng mỗi ngày sẽ đưa chúng ta lên cao và sống hạnh phúc hơn. Càng lên cao, càng thanh thản. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta những giây phút tuyệt vời bên nhau. Amen. Linh mục Chu Xe Trần Việt Hùng.